tháng 1 mình thực hiện quyết toán khấu trừ rồi đúng không? Mình xem báo cáo tài chính ở bảng các đối tài khoản của tháng 1 trước nhá. 133 là dư nợ là 792 triệu. 333 nó lại đang dư có 1 tỷ 6, 1 tỷ 6 trong 10 này là từ của năm trước chuyển sang đúng chưa? Đây này, đầu năm đây này. Nhìn thấy 33311 không? Rồi rồi giờ thấy rồi. Bây 1 giờ tỷ 6 cộng là thuế đầu ra. thuế đầu ra đầu kỳ và cuối kỳ bằng nhau, tức là trong cái tháng 1 này mình đang thực hiện khấu trừ là đúng. Để biết được đúng hơn nữa hay là sai thì mình lại nhìn riêng cái 333 đấy là đúng rồi nhá. Còn 133 này nó đang dư nợ là 792 triệu. Bây giờ mình xem tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng 1. Đây trên tờ khai của nó là 790 triệu 734 nghìn. Mà trên bảng cân đối của nó là 792 triệu. Như vậy là dư nợ của tài khoản 133 không bằng với lại chỉ tiêu 43 trên tờ khai. Tìm nguyên nhân tại sao không bằng để xem mình có để lại một số hóa đơn nào kê khai vào tháng sau hay không. Thì lúc đấy mình vào phần báo cáo, chọn báo cáo đối chiếu, chọn báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái, chọn tháng 1. Bởi vì mình đang đối chiếu 133 nên là mình xem tháng 1 của tài khoản 133 và chỉ cần hiển thị dòng chênh lệch thôi, ấn đồng ý. Ở đây mình thấy nó có sự chênh lệch đúng chưa? Là nó ghi cho mình là kê vào tháng 2, tháng 4 đây này. Đấy. Thì mình xem cái tổng chênh lệch này là 2 triệu 130 499. Có máy tính ở đấy không? Không đúng không? Cái này là có những cái hóa đơn á, Mình để lại kê khai vào quý sau. đúng rồi, mình để lại sẵn đang bị đứng tự nhiên chọn cái này mình rồi. Bây giờ ở trên số chênh lệch của nó là 2 triệu À, không đợi 130 cho 2130 499 là cái số tiền mà mình để lại, phải cộng với lại chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế của tháng 1, 790 734 102 cộng hai cái này lại, nó phải bằng với lại dư nợ của tài khoản 133 trên bảng cân đối tài khoản 792 triệu 864601 bằng. Nếu như mà mình lấy cái số tiền để lại của những cái hóa đơn để lại ở tháng 1 để lại cộng với số tiền ở chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế mà khớp với lại dư nợ của tài khoản 133 ở trên bảng cân đối tài khoản thì là mình đang kê khai và thực hiện khấu trừ đúng. Được chưa? Như vậy là cái tháng 1 này của mình đang làm đúng nhá. còn lại đối chiếu tương tự. Đúng rồi, chính xác. Còn bây giờ mình cứ thực hiện khấu trừ đến hết tháng 6 đi. Vừa nãy khấu trừ 3 rồi đúng không? Đây, khi mà thực hiện quyết toán khấu trừ thuế thì nó sẽ vào phần tổng hợp ở đây này. Và mình search này. Khấu trừ này. Mình khấu trừ đến tháng 3 rồi, thấy chưa? Bây giờ mình vào phân hệ thuế, mình thực hiện khấu trừ tiếp đến tháng 6. Khấu trừ có nghĩa là nó sẽ chuyển từ cái tài khoản 133 đi qua. Cái quyết toán khấu trừ của nó là nó như thế này này. Ví dụ như là mua hàng hóa A trị giá 10 triệu, VAT 10% chưa thanh toán. Bán hàng hóa A trị giá 14 triệu, VAT 10% chưa thu tiền. Thì lúc này mình hạch toán của nghiệp vụ mua. Nghiệp vụ 1 mình sẽ hạch toán là nợ cho tài khoản 156, nợ tài khoản 1331 và có tài khoản 331 vì mình chưa thanh toán. Số tiền ở đây đối với 156 là 10 triệu. Thuế 10% tổng. Nghiệp vụ thứ hai là nghiệp vụ bán ra nợ cho tài khoản 131 do chưa thu tiền, có cho tài khoản 5111 và có cho tài khoản 33311 thuế đầu ra đúng không? Doanh thu ở đây là 14 triệu và thuế là 1 triệu 400 nghìn.
và tổng của nó là bằng được này, thấy chưa? Thế thì bây giờ khi phát sinh thuế đầu ra và nó phát sinh thuế đầu vào và đầu ra thì cuối kỳ nó phải thực hiện bút toán khấu trừ thuế. Bởi vì sao lại khấu trừ thuế? Bởi vì đầu vào mình là người đang nộp thuế, đúng chưa? Đầu ra mình cũng là người nộp thuế. Nếu như mình không khấu trừ thì có phải mình bị nộp thuế hai lần không? Có phải thuế giá trị gia tăng đầu vào là do người tiêu dùng chi trả không? Đúng rồi. Đúng không? Có phải khi mình mua hàng mình phải trả tiền cho người ta là 11 triệu chứ không phải mình trả 10 triệu đâu? Đúng không? Thế thì bây giờ này là mình phải trả trước tiền thuế cho người ta là 1 triệu rồi, đúng chưa? Bây giờ mình bán hàng ra mình cũng phải nộp thuế, đúng không? Bán ra là có phải là mình bị nộp thuế không? Đúng rồi. Thế nếu như mà mình không khấu trừ giữa thuế đầu ra và thuế đầu vào thì mình bị nộp thành hai lần là mất 2 triệu tư. Đúng chưa? Còn khi mà mình khấu trừ thuế nợ cho tài khoản 33311 có tài khoản 1331 thì lúc này mình khấu trừ thuế giữa đầu ra và đầu vào khấu trừ bằng số nhỏ nhất là số bao nhiêu? 1 triệu, đúng không? Thế thì như vậy cái số thuế còn phải nộp của mình là bao nhiêu? Đúng rồi, nợ 33311 và có 112. Bởi vì sao lại phải nộp? Không phải, bởi vì là cái thuế đầu vào nó nhỏ hơn thuế đầu ra nên nó khấu trừ bằng thuế đầu vào. Chính vì vậy số chênh lệch là nó chênh lệch là do bán ra này nhiều hơn là 400, đúng không? Thì bây giờ mình phải nộp 400 này. Đấy. Thì như vậy lúc này trên cái bảng tính cân đối của tài khoản có phải là nợ và có của tài khoản 133 là nó bằng nhau không? Nợ có là hết đúng không? Thế còn 333 này thì có phải là hai nợ của 333 cộng lại thì nó sẽ bằng một có không? Đúng không? Thế thì giữa nợ và có của nó theo tính chất cân đối có phải là nó cân không? Còn đương nhiên khi mình lên trên bảng cân đối tài khoản, đây đối với lại tài khoản 33311 nợ có phát sinh nợ đối với 33311 là 1 triệu đúng không? Phát sinh có 1 triệu 400 nghìn cộng phát sinh thì có phải là tổng trong kỳ không? Cuối kỳ tài khoản đầu 3 tăng đi có giảm đi nợ, cuối kỳ dư có đúng không? Bằng tăng ghi có giảm ghi nợ thì lúc này cuối kỳ dư có mình sẽ lấy tăng trừ đi giảm thì có phải là cuối kỳ nó sẽ dư có là 400 và dư có này chính là số tiền phải nộp đúng chưa? Sang năm sau nộp nộp thì có phải là nó thể hiện bên nợ không? Thế cộng phát sinh là cái này là dư đầu năm sau này. Lúc này có phải là nó dư là từng này không? Xong rồi trong năm sau nộp từng này. Cộng phát sinh của năm sau là từng này. Thì cuối kỳ năm sau thì nó sẽ phải có phải là nó sẽ bằng tăng mà trừ đi giảm không? Thì cuối kỳ là nó bằng không không? Đây là dư đầu năm này. Có phải dư cuối kỳ trước thì chuyển sang đầu kỳ này không? Làm số dư không? Thì mình chuyển nó xuống đây để tí mình cộng trừ cho nó dễ để bạn nhìn cho nó dễ. Ví dụ ơi. Còn cái thằng 133 thì tương tự nợ có của nó sẽ hết, được chưa? Cái là gì vậy? Đấy gọi là khấu trừ thuế. Bây giờ mình thực hiện khấu trừ tháng 4 đến tháng 6. Kiểm tra cuối tháng 6. Kiểm tra. Cô chỗ nào quên rồi không em? Kiểm tra tờ khai thuế tháng 6 so với dư nợ của 133. 6, 4, 2, 3, 6, 7. Ba sáu bảy tám năm chín 5, 5, 9, 3, năm chín rồi xem bảng cân đối tài khoản tháng 6.
báo cáo đặt cơ cấu tài khoản 72 72 331 419. Rồi. Nó hiện lên là một số hóa đơn này mình để lại sang tháng sau mình kê khai đấy. Sổ cái thì mình đã hạch toán vào tài khoản 133 nên là nó sẽ lên cái số tiền ở trên này, ở trên phát sinh tài khoản 133 trên bảng cân đối tài khoản. Nhưng mình chưa chọn để kê khai lên tờ khai thuế, cái tờ khai mà mình lập hàng tháng này, bởi vì mình đang đối chiếu tờ khai và số dư đúng không? Số dư là tổng hợp chính là sổ cái thể hiện tài khoản 133. Còn thuế này này nó thể hiện là ở trên tờ khai nhé. Cái từ số cái mà nó hay nói đến là cái gì không? Nó là cái số tiền ở trên bảng cân đối tài khoản đấy. Khi mà mình tích thẳng nó vào thì nó sẽ ra sổ cái hoặc là ra sổ chi tiết. Tức là cái số tiền này là nó được hạch toán vào tài khoản cái ở bên trái ấy, bên sổ cái là nó là hạch toán vào tài khoản, còn bên phải cái cột thuế ấy, là số để mà lên tờ khai. Lên tờ khai thì nó không hạch toán vào sổ sách đúng không? Rồi rồi, cái này hiểu rồi. Tại vì hỏi nó không biết sổ cái ở đây là sổ cái là cái nào. Rồi, ok, tay. Sổ cái cứ nhìn trên số tiền của tài khoản 133 ấy. Ừ, rồi. Ghi hai cái này lại với cộng lại xem. Tổng cộng là 4.353 chia 0. Nó chưa khớp luôn. Đó là 22 triệu. Có thêm hóa đơn nào của tháng 6 không mà chưa kê khai không? Thêm hóa đơn chắc có. Vì là chắc có. Nếu mà không thì lát nữa thì đối chiếu lại tháng tiếp theo là tháng 2 để xem nó sai bắt đầu từ tháng nào nhé. Để đi con. Tí nữa đối chiếu lại từ đối chiếu tiếp từ tháng 2, tháng 1 đúng rồi. Nếu mà mình đối chiếu tháng cuối cùng mà nó không khớp thì lúc đấy mình phải đi đối chiếu từng tháng một nhá. Để xem nó sai từ tháng nào và lúc đấy mình sẽ sửa lại từ tháng đó. Và lưu ý để mà đối chiếu nhanh chuẩn thì cái phần thuế này này không nên làm tờ khai bổ sung, bởi vì nhiều khi làm tờ khai bổ sung là cái số tiền mình lấy nó sang là nó không chuẩn. Hiểu chưa? Hôm nọ có nhắc rồi đấy nhưng mà chưa sửa đúng không? Xóa hết những cái nào mà làm bổ sung đi và chỉ cần làm một đấy thôi. Cái này 1, 2 ghi lại vấn đề nhá để mà sửa nhá. Tôi đang mở cái file Word này. Hôm nay bài mới thuế cộng giá hành đối chiếu này thì thường sẽ là đối chiếu dư nợ của 133 với chỉ tiêu 43 là chính. Đấy là đối với phần thuế nhé.